Trong đợt đặc xá dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm nay, trại tạm giam Công an Khánh Hòa có 3 trên 20 phạm nhân đủ điều kiện được xét đặc xá. Những ngày này, cùng với các phạm nhân trên toàn tỉnh nói chung, các phạm nhân ở trại tạm giam Công an tỉnh có tên trong danh sách được xét đặc xá đang nỗ lực cải tạo tốt, chờ đợi và hy vọng được xét duyệt để trở về làm lại cuộc đời. Là một trong 3 phạm nhân có tên trong danh sách được xét đặc xá năm 2024, phạm nhân Võ Thị Phương Uyên ở thành phố Nha Trang không khỏi hồi hộp, mong chờ. Bản thân của em rất là vui mừng và phấn khởi vì được có tên trong cái danh sách đặc xá năm 2024 của Chủ tịch nước và Chính phủ. Sau khi ở trại tạm giam thì được sự quan tâm của ban giám thị, tất cả các cán bộ và chiến sĩ ở trại tạm giam thì chúng em đã được học tập và được nhận rõ tội lỗi của mình, ăn năn hối cải và có những cái hành động khắc phục hậu quả của mình gây ra. Định hướng của em là sẽ nói chung là sẽ học tập và sẽ về lao động tích cực hơn để bù đắp những cái tháng ngày mà mình ở trại tạm giam để gây ra những lỗi lầm của mình và để cho giúp ích cho xã hội và gia đình. Ngay sau khi có quyết định đặc xá của Chủ tịch nước và các hướng dẫn của Hội đồng Tư vấn đặc xá, trại tạm giam Công an tỉnh đã tích cực chuẩn bị cho công tác đặc xá với các bước lựa chọn, xét duyệt chặt chẽ, đề nghị đặc xá cho những phạm nhân có đủ điều kiện, tiêu chuẩn nhằm bảo đảm công tác đặc xá được thực hiện đúng đối tượng, đúng quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, trại cũng xây dựng kế hoạch tổ chức tuyên truyền phổ biến đến từng phạm nhân các quy định liên quan đến công tác đặc xá để các phạm nhân nắm bắt được chủ trương, từ đó soi xét bản thân và tự nguyện viết đơn nếu đủ điều kiện. Để chuẩn bị hành trang cho các phạm nhân tái hòa nhập cộng đồng, cán bộ trại tạm giam đang tích cực tổ chức các hoạt động tư vấn pháp luật, xã hội, nghề nghiệp cho phạm nhân, giúp các phạm nhân có thêm kiến thức, hành trang để tái hòa nhập cộng đồng bền vững. Thì cái việc mà trại tạm giam tổ chức cho phạm nhân được đề nghị đặc xá học tập các cái chính sách quy định của pháp luật á, thì nhằm mục đích là giúp cho phạm nhân sau khi được đặc xá về nơi cư trú tại địa phương á, thì biết được các cái quy định của pháp luật để không tái phạm, không có hành vi vi phạm pháp luật, cũng như là hiểu biết được các cái chính sách pháp luật của Đảng có liên quan đến việc là tái hòa nhập cộng đồng, giúp đỡ cho phạm nhân là có thể là lao động hoặc là thực hiện các cái chính sách vay vốn, rồi là định hướng về nghề nghiệp. Trên cơ sở đó là phạm nhân có cái tư tưởng, có cái thái độ chấp hành tốt các quy định của pháp luật và cái quy định của địa phương, không có vi phạm pháp luật. Dự kiến đầu tháng 10 tới, cùng với các cơ sở giam giữ khác, trại tạm giam Công an tỉnh sẽ tổ chức lễ công bố quyết định đặc xá của Chủ tịch nước năm 2024 cho những phạm nhân trong danh sách đặc xá theo đúng quy định. Đó sẽ là cánh cửa mở ra cơ hội để các phạm nhân gạt bỏ đi những lỗi lầm trong quá khứ, trở về địa phương làm lại cuộc đời, nỗ lực trở thành những người công dân có ích cho gia đình và xã hội.